Bạt ngàn loa cho các bác đấy. Em mới về được alo loa toàn san sui cho các bác luôn. Ở trong này là có loa san sui 2000, san sui 2500 và san sui 3500. Cách đây khoảng độ một tuần, hơn một tuần em có một đôi 2500 quay riêng đấy, thì các bác bán rồi, vào cái đôi đấy thì lại em bán rồi, nhiều bác hỏi quá. Hôm nay về tiếp cho các bác, hàng thì rất là đẹp, bao zin, bao đẹp, bao chất cho các bác, bao hoạt động tốt đấy chưa. Thì sau đây em sẽ quay chi tiết từng con cho các bác nhé, chi tiết từng con. Mời các bác là bắt đầu này. Báo cáo các bác là hàng thì tất cả đều đẹp, đẹp keng luôn cho các bác, đều đẹp keng đấy. Em mở bát để phía dưới cho các bác nhìn này, nhìn phía dưới cho các bác nhìn này. Đấy, được chưa? Những con này về thổi bụi ấy, nhìn nó còn sáng còn đẹp nữa. Em chưa lau, chưa thử bụi đâu. Bắt đầu từ đôi loa, về tiếp được một đôi nữa này, đôi loa Sansui SF2. Con này được thiết kế với hai bát bên trong và một con tép lồng, một con bát ngửa đây, một con bát đây nằm khoảng này, nó nằm con này tản âm thanh bốn xung quanh, tất cả bốn xung quanh đều là mặt lưới mắt cáo quả chám hết bốn xung quanh luôn ạ. Hình tất cả đôi loa này đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Này, em chưa lau bụi này, các bạn nhìn này, lau đồ sạch đấy nhá. Đôi loa này có mức giá là 10.900.000 một đôi. Cái đây khoảng độ 2 tuần em có hai đôi về rồi, nhưng hết rồi ạ. Này, về tiếp được đôi nữa. Hàng thì đẹp lắm, bao cho các bác hàng đẹp chất luôn. Chất âm dòng san sui này thì khỏi phải nghĩ rồi, toàn san sui hết thôi nhá. Đấy, con này được thiết kế với 3 loa một thùng, 2 loa bát một tép. Sang đến đôi thứ hai, đó là dòng loa san sui 2000. Con này là gì xem nào. Đây, san sui 2000 đấy. Con này là 2500. Đây, san sui 2500 đấy. San sui 2500. Các bác nhìn này. Các bác nhìn này, em chưa lau này đấy, em lau đồ này. Lau nó sáng lên đấy, các bác nhìn nhá, đây là bụi nhá. Em lau như thế này các bác biết là nó sáng được như này, thì các bác biết là loa em chưa vệ sinh như này thì các bác biết rồi. Mà nó còn được như đẹp như này. Đây. Đấy. Mà loa bãi đấy, hoặc thùng vỏ còn nhược như thế này thì các bác phải biết rồi, là quá đẹp rồi. Em Tuấn chỉ biết là quay thật chậm. Nhiều bác cứ xem nó có đẹp hay không. Em quay cái máy quay của em cách có 20-30cm như thế này thì các bác nhìn biết luôn là nó có đẹp hay không vậy ạ. Em không bán hàng, em không theo kiểu là em cứ để như này. Nhiều có một số bác anh em quay thì cứ để như này thì nói. Nhưng em quay thì em di chuyển máy nó vào như này. Nhiều lúc các bác xem nó hơi tức mắt một chút. Nhưng mà thôi, các bác xem thì tức mắt, các bác được nhìn chi tiết cái hàng của bác muốn mua. Được chưa? Con Sansui 2500 này có mức giá là 9.900.000 ạ. Đây, đôi là Sansui 2500 có mức giá là 9.900.000. Trong này có hai đôi. Đôi này là đôi số 2. Đôi bên đây là đôi số 1. 9.900.000 đây, đây đôi nữa. Đôi này, đôi số 1. Đấy. 9.900.000. Đôi là Sansui này, được chưa? Cũng chưa lau dọn gì đâu ạ, nó bẩn. Đấy, con này được thiết kế với một bát, bát này của nó phải bát 32. Hai chung, hai siêu tép trên này. Được chưa? Hai lỗ thông hơi phía dưới. Hàng còn rất đẹp. Em sẽ quay, em giới thiệu mặt trước, sau chút nữa em sẽ quay mặt sau cho các bác gần về cuối. Mức giá 9.900.000 một đôi, đôi này đôi số 1. Đôi kia đôi số 2. Sang đến tiếp tục đây là con đôi loa Sansui 2500 ạ nhé. 2500 có mức giá là 9.900.000. Đôi loa Sansui 2000 đây có hai đôi ở giữa. Mức giá 8.900.000 cũng có hai đôi. Đây, hai đôi luôn. Em cũng đặt đôi số 1 và đôi số 2. Nói tóm lại giá như nhau nên hình thức nó như nhau hết các bạn. Con Sansui 2000 này nó có thiết kế còn nhiều loa hơn cả con 2500. Các bạn nhìn này, cũng một bát 30. Hai chung, ba siêu tép luôn. Các nhìn này, lau tép có nhìn này, lau cái đẹp này, được chưa? Lỗ thông hơi, ui to vật vã. Con này đẹp lắm, đẹp lắm. Nói tóm lại là báo cáo các bác là em bao hàng đẹp, hàng chất cho các bác hết. Của em toàn hàng đẹp thôi, hàng đẹp thôi. Hàng em mua em chọn, chứ em không mua theo kiểu mua lô về mệt lắm, bán hàng nát mệt lắm. Mua chọn hết, đắt một tí còn hơn, về chọn để chơi. Đấy. Dòng Sansui này là Sansui 2000.
Samsung SP2000 có mức giá là 8.900.000 một đôi. Có đôi số 1 và đôi số 2, 8.900.000. À, về cái kích thước của con này thì quên mất chưa báo là con Samsung 2500 này, kích thước chiều ngang này nó tầm 40. Kích thước chiều sâu khoảng 26. À, chiều cao xem nào, 1 2 3, chiều cao nó tầm 62. 62. Còn Samsung con SF2 này thì kích thước chiều ngang 40. Nó tầm 38 40. Nói chung là kích thước xung quanh của nó ngang với dọc sâu này cũng như nhau. 40, chiều cao 60. Đấy. Sang đến bên con này thì con Samsung SP2000 này thì có chiều cao nó khoảng độ, chiều ngang của nó 38, chiều cao nó tầm khoảng độ 62 65. Đấy. Chiều sâu 30. Được chưa? Sâu 30. 6 loa một thùng, một đôi này 12 loa. Sang đến con đời cao, đó là con SP3500. Đây, đây là con SP3500. SP3500. Con này được thiết kế với lại con này nó tầm 37-40 rồi đấy. Hơn gần gần 40. Tầm 37. 35-37 khoảng đấy. Đấy. Một chung này, hai chung này, hai con tép khủng chưa? Hai tép còi luôn ạ. Các bác nhìn hàng em để như này các bác biết là chưa lau dọn gì thì các bác biết nhé. Bản thế nó mới chất. Đấy, lau ra nó khác ngay. Nguyên cam luôn đấy ạ, được chưa? Mà nó còn đẹp như thế này. Đôi này là đôi SP3500 có mức giá 12.900.000, 12.900.000, được chưa? 12.900.000. Đấy. Và cuối cùng đó là con kích thước thì con này nó như con kích thước con này như con 2500 nữa, kích thước chiều ngang này. À, chiều ngang hơn đấy. À, cũng như nhau, nó tầm khoảng độ 42. Chân. Ô nó rộng hơn các bác ơi. Nó rộng hơn, nó phải 45. Con này tầm 40 42, 45. Chiều cao như nhau, chiều sâu thì thế nào? Ô chiều sâu nó phải rộng sâu hơn. Sâu hơn. Chiều sâu nó tầm khoảng độ 28. À, thế nào? Đấy, là hết săn xui. À, còn đây, đó là đôi loa JBL hàng cao cấp. JBL LX8. Đôi loa JBL LX8 này, con này bát nó tầm khoảng độ 35, 32, 35 gì đấy. Đấy. Đây, bác nhìn găng tay của em này. Để mép này. Đấy, bác nhìn găng tay. Đấy. Găng tay của em là 20. Đấy. Con tép này, siêu tép của nó này. Con này là con JBL LX8 hàng của USA rồi. Nói chuyện con này có mức giá 17.900.000, 17.900.000. Thùng vỏ đẹp lung linh, 17.900.000. Sau đây em sẽ quay phía sau của thùng. Tất cả loa trong những con đôi loa này đẹp lắm ạ, khủng lắm. Báo cáo các bác loa đẹp khủng luôn, chất zin. Cho các bác loa em có thời gian nắm bóc cho các bác xem chất. Này loa em còn chưa thèm loa bụi mà em nói chưa loa bụi một tí nào cho các bác nó phải biết. SP2500. Toàn hàng đẹp thôi. Bao đẹp bao chất cho các bác luôn. Đây, mới môi thử một con đây các bác nhìn này. Nó khủng thế nào các bác biết này. Đấy. Mới thử con này. Nó trông đẹp lắm. Nó quá đẹp luôn. Tất cả loa con này con nào đẹp. Đẹp xuất sắc luôn các bác. Bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169961. Em cảm ơn. Để giới thiệu quà cho các bác. Nhìn là biết rồi.